Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết công an đang vào cuộc vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, mọi việc cơ bản đã xong. Phóng viên: Thưa ông, vụ việc diễn ra ở Tỉnh Thất Bồng Lai thời gian qua, các ngành chức năng ở xã, huyện có xử lý gì không? Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An: Có, công an đang làm. Ở cấp độ tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ đạo gì xuống dưới để xử lý gì về vụ này, thưa ông? Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo xử lý, đã cơ bản rồi. Hôm đó, nghe thông tin bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở Bình Dương PV đến Tỉnh Thất Bồng Lai, chúng tôi cũng đã xuống xử lý. Tại họp báo Bộ Nội vụ diễn ra chiều mùng 5 tháng 11, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định vụ việc cơ sở Tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Theo ông Nguyễn Tiến Trọng, Tỉnh Thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng do bà Cao Thị Cúc, hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Long An xác minh. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định Tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở này có một số sai phạm trong việc xây dựng như do cá nhân đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng trên đất ở nông thôn, sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đã Ủy ban Nhân dân xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất. Hộ bà Cúc nuôi 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà này và những phụ nữ ở tại hộ gia đình bà để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến trẻ em ở đây. Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế cho thấy, điều kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại đây chưa bảo đảm. Vụ việc này có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Mặc dù bà Cúc khẳng định bà thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo. Trong quá trình làm việc, ông Lê Tùng Vân, người sống cùng bà Cao Thị Cúc, khẳng định đây không phải là chùa mà là nhà riêng. Tuy nhiên bà Cúc vẫn cho treo biển cơ sở tôn giáo, ông Nguyễn Tiến Trọng nói. Ông Nguyễn Tiến Trọng cũng cho biết, Ban Tôn giáo sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.